Vượt Kiển Phúc Khang xin kính chào quý cô chú và anh chị. Chúc quý cô chú và anh chị ngày mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Ngày hôm nay Vượt Kiển Phúc Khang xin được giao lưu với quý cô chú và anh chị một số giống lá đẹp nha cô chú anh chị, như là Radiancy, Chicha Black, là bàn lá vàng, Blackva và ngũ sắc kép Cẩm Thạch nha cô chú anh chị. Thì cô chú và anh chị mình sưu tầm loại giống nào, hoặc là muốn sưu tầm mã số mấy thì xin vui lòng liên hệ với Vườn qua số điện thoại 0939425983. Và đây cũng là số Zalo của Vườn luôn ạ. Em có ghim trên màn hình luôn nha. Thì để không làm mất thời gian của quý cô chú và anh chị, em xin được đi vào chi tiết từng cây. Cây số 1 là một cây Radiancy nha cô chú anh chị. Thì dòng này cái đọt nó sẽ ra là lá hồng cho mình nha. Đây ạ, lá đỏ hoặc hồng cho mình nha, rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Nhưng mà già nó sẽ có chuyển xanh nha. Thì cây này hoa nó sẽ là màu đỏ, và dòng này cũng khá là nhanh hoa luôn ạ. Thì cây này em đã cơi tàn được một lần rồi, bo rất là chắc khỏe luôn nha, và nó đang ra lại cho mình rất là nhiều tược luôn nha cô chú anh chị. Thì cây này có hoành thân là 21, cao phôi tính từ mặt chậu là 44. Em xin giao lưu này là 380.000, em bao ship bao chuẩn giống ạ. Em đo hoành ở đây nha. Đây ạ, hoành thân của mình ở đây là hoành 21. Mã số 1 Radiancy 380.000, em bao ship toàn quốc ạ. Bề đế rất là đẹp luôn nha, bề đế không bị lỗi nha cô chú anh chị. Đây ạ. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 là một cây dưa hấu Zinda nha cô chú anh chị. Thì dòng này hoa nó giống như dưa hấu đỏ của mình, nhưng mà đặc biệt ở cái đọt lá của nó sẽ vân cẩm thạch cho mình nha, là dưa hấu Zinda. Và đặc biệt dòng này cũng khá là nhanh hoa luôn nha cô chú anh chị. Em nghĩ là nó sẽ nhanh hoa hơn dòng lá xanh của mình luôn á, mà nở rất là lâu tàn luôn. Thì cây này bo ghép rất là khỏe luôn, cô chú anh chị mình sưu tầm về lấy bo cũng rất là ok nha. Thì cây này có hoành thân là 26, cao phôi tính từ mặt chậu là 47. Em xin giao lưu này là 380.000, em bao ship bao chuẩn giống bao gãy đổ cho mình ạ. Bề đế rất là chắc, rất là khỏe luôn nha, không bị lỗi nha cô chú anh chị. Đây ạ, bề đế rất là khỏe luôn, rất là mập, rất là lực luôn nha. Mã số 2 dưa hấu Zinda 380.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 là một cây cẩm thạch Formosa nha cô chú anh chị. Thì dòng này lá rất là đẹp luôn nha, lá cẩm thạch rất là đẹp luôn nha. Thì dòng này hoa, cô chú không biết là cái dòng cẩm thạch Formosa lá xanh của mình là nguyên một chuỗi hoa rất là dài luôn và rất là nhiều hoa. Thì riêng thằng này cũng vậy, cái độ hoa của nó rất là sai luôn, và nó một chuỗi hoa rất là dài, rất là đẹp luôn nha. Cây này bo rất là khỏe luôn, thì cô chú và anh chị mình sưu tầm về lấy bo cũng rất là ok luôn nha. Cây này có hoành thân là 14, cao phôi tính từ mặt chậu là 26. Em xin giao lúc này là 200.000, em bao ship bao chuẩn giống bao gây đổ cho mình ạ. Bo rất là khỏe luôn nha. Đây ạ, mã số 3 cẩm thạch Formosa 200.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 cũng là một cây cẩm thạch Formosa nha cô chú anh chị. Dòng này rất là đáng sưu tầm nha, mình cho leo rào cũng được. Cái chuỗi hoa rất là dài luôn và hoa nó rất là đặc, rất là đẹp luôn ạ. Cây này có hoành thân là 18, cao phôi tính từ mặt chậu là 35. Em xin giao lúc này là 280.000, em bao ship bao chuẩn giống bao gãy đổ cho mình ạ. Bo rất là khỏe luôn nha, và cây rất là sung luôn. Một bo nhưng mà nó ra rất là nhiều tuột luôn. Thì cô chú và anh chị mình sưu tầm về lấy bo rất là ok luôn nha. Bộ lá rất là đẹp luôn ạ. Mã số 4 cẩm thạch Formosa 280.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 là một cây em ghép 5 loại tên là 5 loại cẩm thạch kép chùm nha cô chú anh chị. Đây ạ, bộ lá rất là đẹp luôn nha. Dòng cẩm thạch kép chùm này hoa cũng rất là sai và bộ lá này rất là đẹp luôn nha. Thì em cây này em ghép đủ 5 màu cho mình nha cô chú anh chị. Thì cây này có hoành thân là 30, cao phôi tính từ mặt chậu là 45. Em xin giao lưu này là 600.000, em bao ship bao chuẩn giống bao gãy đổ cho mình ạ. Bề đế rất là mập, rất là lực luôn nha. Đây ạ, do nó mập nó nặng quá nó lúng thúng thùng thôi, nhưng mà bề đế rất là nở, rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Thì cô chú và anh chị mình về cho nó lên một cái chậu to đẹp đẹp là nó rất là ngon lành luôn nha. Bộ đế rất là đẹp luôn, không bị lỗi nha cô chú anh chị. Mã số 5, 5 màu cẩm thạch kép chùm 600.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 là một dòng đổi màu đa sắc nha cô chú anh chị. Nó đa sắc thái luôn, có tên là Chicha Indo. Thì dòng này nó lên hoa rất là đẹp luôn, mỗi lần nở là mỗi lần hoa khác nhau nha cô chú anh chị. Thì cây này có hoành thân là 20, cao phôi tính từ mặt chậu là 44. Em xin giao lưu này là 280.000, em bao ship bao chuẩn giống bao gãy đổ cho mình ạ. À, hai rễ nhưng mà khỏe nha cô chú anh chị, không bị lỗi nha. Bo rất là khỏe luôn, thì cô chú và anh chị mình sưu tầm về lấy bo liền cũng rất là ok nha. Thì do là cây bên em là chỉ xài hữu cơ cho nên là cô chú và anh chị mình có thể lấy bo liền được nha. Mã số 6 Chicha Indo 280.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 là một dòng Modoring nha cô chú anh chị. Thì dòng này đang rất là hot thì hiện nay nha. Hoa rất là đẹp luôn, hoa to mà đều đổi màu rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Thì cây này bo rất là khỏe luôn,
Đây cô chú anh chị mình sưu tầm về lấy bo cũng rất ok nha. Bo rất là khỏe, rất là dài luôn. Cây này có hoành thân là 30, cao phôi tính từ mặt chậu là 45. Em xin giao lưu này là 430.000. Em bao ship, bao chuẩn giống, bao gây đổ cho mình ạ. Một rễ nhưng mà mập thù lù chắc lỗi nha cô chú anh chị, không bị lỗi nha. Bể đế rất là khỏe luôn ạ. Đây ạ, rất là to khỏe luôn nha. Mã số 7, Modoring 430.000. Em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho quý cô chú và anh chị mình ạ. Tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 là một dòng siêu xuyên khoa nha cô chú anh chị, có tên là Blatva. Thì dòng này là một loại hồng lá cẩm thạch, hồng gân lá vàng nha cô chú anh chị, rất là đẹp luôn nha. Lá cẩm thạch viền vàng rất là cưng luôn. Và dòng này rất là xuyên hoa mà cái cành nó già lại là nó hoa nó sẽ nở liên tục luôn nha cô chú anh chị. Thì cây này mình sưu tầm về mình chơi Tết là rất là ok luôn nha. Thì cây này có hoành thân là 23, cao phôi tính từ mặt chậu là 40. Em xin giao lưu này là 350.000. Em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. Bể đế chắc lõi luôn nha. Chắc lõi không bị lõi nha cô chú anh chị. Bể đế rất là đẹp luôn nha. Thì về mình sang cho nó cái chậu đẹp đẹp là lên là rất là đẹp luôn, ok luôn nha. Hoa đẹp và cái chậu cũng có cái gốc cũng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Mã số 8. Latva 350.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 là một cây Tiger Orange nha cô chú anh chị. Thì dòng này là dòng chơi lá cũng rất là đẹp luôn nha. Là hoa nó sẽ là màu cam nhưng mà bộ lá của nó già không chuyển xanh nha cô chú anh chị. Nó vẫn còn đốm rất là đẹp luôn, rất là cưng luôn. Và cây càng già thì mật độ hoa nó sẽ còn càng sai nha. Thì hoa giấy rất là chuộng nắng nên cô chú và anh chị mình sưu tầm về mình để cho nó ở ngoài nắng full nắng giùm em nha. Thì lá và hoa sẽ rất là đẹp luôn ạ. Thì cây này có hoành thân là 24, cao phôi tính từ mặt chậu là 48. Em xin giao lưu này là 350.000. Em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. Thì cây này em đã cơi tàn được 2 lần rồi nha. Bo rất là khỏe, rất là sum luôn nha. Thì cô chú và anh chị mình về mình lấy bo liền cũng được, còn nếu không lấy bo thì cô chú anh chị mình cứ cắt cơi đi với em đi. Thì cành cái tàn này sẽ nhanh chóng đặt tàn cho cô chú và anh chị mình nha. Đây ạ. À, bo rất là khỏe luôn nha. Mã số 9, Tiger Orange. 350.000, em bao ship toàn quốc ạ. À. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 là một dòng Chicha Black nha cô chú anh chị. Thì cái tên nó giống như là cái lá nha. Nó cái bộ lá rất là đặc trưng nha, bộ lá dày dặn bóng lưỡng và nó sẽ như thế này, màu đen nha cô chú anh chị. Thì cây này mắc bo cũng rất là khỏe luôn nha. Thì cô chú và anh chị mình sưu tầm về tầm khoảng 10 ngày nữa là mình có thể lấy bo được nha cô chú anh chị. Thì dòng này hoa và lá rất là đặc trưng luôn nha. Thì cây này có hoành thân là 19, cao phôi tính từ mặt chậu là 48. Em xin giao lưu này là 300.000. Em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. À. Bể đế khỏe nha cô chú anh chị. Hai rễ nhưng mà khỏe rất là duyên luôn nha. Và dáng cũng rất là đẹp luôn ạ. À. Mã số 10, Chicha Black. 300.000, em bao ship toàn quốc ạ. À. Tiếp theo là mã số 11 là một cây A7 nha cô chú anh chị. Thì dòng này là một dòng đổi màu hoa cũng còn rất là mới nha cô chú anh chị. Thì cây này em ghép rất là nhiều mắt bo và bo rất là khỏe luôn. Thì cô chú và anh chị mình sưu tầm về lấy bo cũng rất là ok nha. Bo rất là chắc khỏe luôn. Thì cây này có hoành thân là 17, cao phôi tính từ mặt chậu là 42. Em xin giao lưu này là 320.000. Em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. À. Một rễ nhưng mà rất là quái luôn nha, rất là duyên luôn nha cô chú anh chị. Đây ạ, à, một rễ rất lượng, rất là cưng luôn ạ. À. Thì cây này bể đế sạch đẹp, không bị lỗi nha cô chú anh chị. Mã số 11 A7 320.000, em bao ship toàn quốc ạ. À. Tiếp theo là mã số 12. Mã số 12 là một cây em ghép hai loại giống nha cô chú anh chị, có tên là Mona Lisa Zinda Big và Mona Lisa Zinda Yellow. Một cây là màu big và một cây là màu yellow nha. Thì một cây mình sẽ sở hữu được hai loại giống nha cô chú anh chị. Bộ lá này rất là đẹp luôn nha. Bộ lá này sẽ vân cẩm thạch cho mình nha cô chú anh chị. Dòng Zinda là lá nó sẽ vân vân cẩm thạch rất là đẹp luôn nha. Và đặc biệt dòng này cũng rất là nhanh hoa luôn nha. Thì cây này bo rất là khỏe luôn. Thì cô chú và anh chị mình nhận cây về mình nuôi từ tầm khoảng 10 ngày nữa là mình có thể lấy được bo nha. Thì cây này có hoành thân là 19, cao phôi tính từ mặt chậu là 45. Em xin giao lúc này là 330.000. Em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. À. Bộ lá rất là đẹp luôn nha và bo rất là khỏe luôn. Bể đế sạch đẹp không bị lỗi luôn ạ. À. Mã số 12, hai màu Mona Lisa Zinda 330.000, em bao ship toàn quốc ạ. À. Tiếp theo là mã số 13 là một cây cẩm thạch Red Pizza. Thì cô chú biết là dòng Red Pizza thì rất là nhanh hoa luôn. Và đặc biệt dòng này lá cẩm thạch rất là nổi bật, rất là đẹp luôn nha. Bề già nó không chuyển xanh, nó vẫn còn cẩm thạch viền vàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Thì hoa đỏ lá cẩm thạch viền vàng thì siêu nổi bật luôn nha. Thì cây này bộ đế rất là khỏe, rất là chắc lõi luôn nha. Về mình cho nó lên một cái chậu là rất là duyên luôn ạ. À. Thì cây này có hoành thân là 19, cao phôi tính từ mặt chậu là 49. Em xin giao lưu này là 250.000. Em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. À.
Bị đế sạch đẹp không bị lỗi nha cô chú anh chị. Dáng bye bye rất là cưng luôn nha. Và bo rất là khỏe luôn ạ. Mã số 13 Cẩm Thạch Red Pizza 250.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 14. Mã số 14 là một cây đại đổi màu tên là Flybag nha cô chú anh chị. Thì dòng này hoa rất là đẹp luôn nha. Thì những cái mặt hoa đổi màu ở bên vườn em đều có review trên trang cá nhân của em là vườn kiển Phúc Khang nha cô chú anh chị. Thì cô chú và anh chị mình muốn ngắm hoa thực tế là cứ vô tường của em là xem tham khảo nha. Mặt hoa rất là đẹp luôn. Thì cây này có hoành thân là 22, cao phôi tính từ mặt chậu là 38. Em xin lưu lúc này là 280.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. Phôi rất là khỏe luôn nha cô chú anh chị, không bị lỗi nha. Đây ạ, bộ phôi rất là đế, rất là đẹp luôn nha. Mã số 14 Flybet 280.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 15. Mã số 15 là một cây vàng lửa nha cô chú anh chị. Thì dòng này rất là nhanh hoa luôn. Cây này em mới vừa cơi, nó mới ra lại á, nhưng mà nó cũng có nhú nụ được vài cành này nha. Thì cây này có hoành thân là 24, cao phôi tính từ mặt chậu là 47. Em xin giao lúc này là 300.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. Cây đang bo rất là khỏe luôn. Thì cô chú và anh chị mình sưu tầm về lấy bo cũng rất là ok luôn nha. Mắt ghép rất là khỏe luôn. Bộ bột tàn cũng xum xum nha cô chú anh chị. Bệ đế sạch đẹp luôn ạ. Mã số 15 vàng lửa 300.000, em bao ship toàn quốc ạ. Tiếp theo là mã số 16. Mã số 16 là một cây vàng lá vàng nha cô chú anh chị. Thì dòng này mà lá sẽ màu vàng và hoa sẽ màu vàng cho mình nha. Bộ lá rất là đẹp luôn. Đây ạ, à, thì dòng này cũng rất là nhanh hoa nha cô chú anh chị. Dòng này cũng khá là nhanh hoa luôn. Và cây càng già thì hoa nó sẽ càng dày đặc càng đẹp nha. Thì cây này có hoành thân là 17, cao phôi tính từ mặt chậu là 39. Em xin giao lúa này là 280.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình ạ. Thì bo rất là khỏe luôn nha. Thì cô chú và anh chị mình sưu tầm về lấy bo cũng rất là ok luôn nha. Mã số 16 vàng lá vàng 280.000, em bao ship toàn quốc ạ. Bệ đế không bị lỗi nha cô chú anh chị. Bệ đế rất là khỏe luôn. Tiếp theo là mã số 17. Mã số 17 cũng là một giống còn khá là mới trên thị trường nha cô chú anh chị. Thì đa số mình hay ngắm màu này màu nọ, đủ sắc thái rồi đổi màu các kiểu. Thì riêng dòng này nó sẽ là màu trắng, hơi hơi phơn phớt hồng, rất là cưng luôn nha. Thì tông chủ đạo của nó là sẽ là màu trắng nha cô chú anh chị. Và cánh hoa rất là cưng luôn. Thì cây này có tên là Blessing White. Cây này em hoành thân là 22, cao phôi tính từ mặt chậu là 44. Em xin giao lúc này là 380.000, em bao ship, bao chuẩn giống, bao gãy đổ cho mình á. Bệ đế rất là khỏe, rất là quái luôn nha cô chú anh chị. Đây nha, mã số 17 Blessing White 380.000, em bao ship toàn quốc ạ. Thì cây này em mới vừa bấm cơi cho nên là đọt nó đang ra nhú lại rất là nhiều luôn nha. Thì cô chú và anh chị mình sưu tầm về là nó sẽ ra cho mình cái bộ tàn xâm lại nha cô chú anh chị. Đây ạ, mã số 17 Blessing White 380.000, em bao ship toàn quốc ạ. Thì chân thành cảm ơn quý cô chú và anh chị đã theo dõi kênh của anh Pháp Thái và đã ủng hộ vườn em trong thời gian vừa qua. Thì cô chú và anh chị mình thích loại cây nào thì xin vui lòng liên hệ với vườn qua số điện thoại 0939425983. Và đây cũng là số Zalo của vườn luôn ạ. Em có ghim trên màn hình luôn nha. Thì cô chú và anh chị mình đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua thì cho em xin một nút follow nha cô chú anh chị. Chân thành cảm ơn rất là nhiều luôn ạ.